Quy trình xét thăng hạng viên chức giảng dạy tại đại học công lập bao gồm chuẩn bị xét thăng hạng, tổ chức xét hồ sơ thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng. Trường hợp phúc khảo kết quả, viên chức gửi đơn phúc khảo đến hội đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết quả được công bố và gửi đến ứng viên. Nội dung trên căn cứ tại thông tư 12/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho cá nhân sản xuất nông nghiệp. Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 58/2018 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2018. Theo đó, các cá nhân tổ chức sản xuất nông nghiệp nằm trong chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp của nhà nước sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ 20 đến 90%. Bảo hiểm nông nghiệp sẽ hỗ trợ nếu các đối tượng nằm trong các rủi ro như thiên tai, dịch bệnh. Nghị định 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, đối tượng áp dụng của văn bản này bao gồm sĩ quan quân đội, sĩ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cán bộ công chức viên chức của các cơ quan có nhiệm vụ quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2018.